North Metropolitan. Mâm sống cùng với gia đình mình ngày nào cũng là Mother Day cả, và ngày hôm nay thì Mâm cũng có một cái hẹn hò ở với Matthew. Chính vì như vậy cho nên là tụi mình đã đi ăn vào tối thứ sáu, và sáng ngày hôm nay chủ nhật thì Mâm đi với Matthew, và tụi mình thì đi đạp xe đạp và trải nghiệm một ngày thật là tuyệt vời. Happy Mother Day, love you so much. Xin chào cả nhà thân thương. Ngày hôm nay sáng chủ nhật, thời tiết rất là đẹp, cho nên tụi mình đi xe đạp. Và đi xe đạp thì trên đường đi mình ghé qua đây thì mình thấy cái cây dâu tằm này. Trời ơi, cây dâu tằm, một cây nó bự chà bá như vậy này, nhiều trái lắm. Trời ơi, phải nói là cái cây nó bự như thế này cơ mà, năm nào tới mùa mình cũng đến đây để mình hái hết á. Đấy cả nhà thấy không, nó rớt xuống đất mà nó đen đất luôn. Nó đen cái chỗ này luôn, nó rụng quá trời luôn. Ông xã nói là ở đây mọi người không có ăn cái này. Thì ra người ta không có ăn trái cây ngoài rừng mọc như thế này, người ta không ăn. Nhưng mà mình thì mình biết là ăn không có đai đâu, mình vẫn ăn. Đó. Xin chào. Rồi bây giờ mình sẽ đạp tiếp nha. Đó, đây khu vực gần nhà đang xây dựng đây, không biết nó xây dựng cái gì. Này nó cũng phải đóng cái khu vực này đường để đi được mấy tháng. Ông xã thì nói là nó sẽ làm hồ bơi gần cái khách sạn đó, khách sạn Holiday Inn. Rồi phía xa kia nó cũng mở rộng nhiều lắm, mình không biết là nó sẽ làm shopping hay là làm cái gì. Hy vọng nó sẽ làm shopping để chúng ta có thể đi shopping gần nhà. Thời tiết ngày hôm nay buổi sáng mát mẻ lắm. Mát buổi sáng là 70 mấy độ F. Nhưng mà buổi trưa là nóng nha, buổi trưa là 90 độ F, là khoảng 32 độ C đấy. Nhưng buổi sáng thì rất là tuyệt vời cho việc đi xe đạp. Đúng là mùa xuân đấy, ở đây người ta trồng những cái hoa này. Hoa này có phải là hoa dạ anh thảo không nhỉ? Còn đây, đây là cái khu apartment, khu vực gần nhà nhé. Khu apartment này hơi bị đẹp đấy, cái nhà thấy không? Đó, mọi người ở trong khu này là gọi là apartment đó, gần khu nhà mình đó. Còn đây là cái nhà gọi là nhà chung ấy. Nói chung giống như là khu ở bác cho mình này, họ cần một cái phòng hoặc cần hoạt động gì đó thì họ sẽ ra đây. Cả nhà nghe chim hót véo von không? Phía xa kia là Amazon đó cả nhà. Đó, hai chiếc xe đạp của mình. Và năm nào cũng vậy, mình trở lại đây mình đi xe đạp. Và mùa hè là mình hay đi xe đạp lắm, mùa hè, mùa xuân, mùa thu. Thì đây, đây là cái cây dưa hấu đó, năm nào nó cũng mình thấy nó trở lại, đều nó tự mọc lại hết. Nhà thấy không, thiên nhiên. Còn ở trong đây là một cái chỗ mà người ta để chơi trò chạy xe đạp mà cảm giác mạnh đó. Cả nhà thấy những cái ụ đất này không? Cả nhà thấy có những cái ụ đất này không? Là để cho người ta chạy xe địa hình đó. Đó, cái khu vực này á, là mùa mưa là họ phủ những cái tấm vải mưa trên cái những cái ụ đất này. Và cũng có người thỉnh thoảng cũng có người đến đây để làm để giữ cho những cái ụ đất này nó ổn, và họ cũng làm một số việc khác. Phía xa kia, chỗ kia họ còn có một cái sàn gỗ để trên cao chúng ta nhìn xuống ấy. Đó, cả nhà thấy không? Cây cối tươi xanh. Và bây giờ mình lại tiếp tục với xe đạp. Thiên nhiên sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn, cho nên chúng ta hãy hòa mình vào với thiên nhiên nhé. Đó, bây giờ để cho cả nhà xem cận cảnh Amazon gần nhà mình đây. Đấy, muốn đi làm Amazon thì chúng ta apply hồ sơ vào đây. Còn gần nhà mình đi khoảng 20 phút thì cũng là công ty Tesla. Mọi lần mình hay đi mình cũng hay quay cho cả nhà xem rồi. Vườn ngô rộng mênh mông. Gần đây nhiều bãi trồng ngô như vậy lắm. Nhưng mà phía xa kia mình đã thấy nó bắt đầu nó làm. Phía xa kia nhá, nó làm những cái con đường đặt ống nước. Như vậy thì tương lai là những cái bãi ngô như vậy sau này nó sẽ thay thế bằng những trung tâm thương mại và bằng apartment.
chắc chắn là như vậy. Ta chờ xem nhé. Đó, bãi ngô xanh mướt luôn. Tiểu bang Texas của chúng tớ thì chỉ có ngô thôi, chứ không có cherry như ở California đâu. Và cả nhà thấy phía xa kia không? Là một cây nho rừng. À, rất là nhiều trái luôn. Cây nho rừng nó mọc nhiều lắm. Đây, cả nhà thấy những chùm nho xanh không? Con cáo và chùm nho, cả nhà thấy không? Đã cuộc đời không? Cả nhà thấy nho đã không? Amazing. Đó, cả nhà thấy không? Trời ơi, nhiều lắm trên cao kia kìa. Trời ơi, nó chùm luôn á. Nhưng mà hai có ăn thử rồi. Nó chua lè, không có ăn được đâu. Mình thấy thì mình thấy đẹp vậy thôi. Cái này khoảng 1 tháng sau là nó bự hơn, nó căng mọng lên. Thì mình tưởng là ăn nó ok đúng không? Không, mình ăn thử rồi. Nó không ok tí nào cả, nhưng mà không sao. Cái này là để cho chim chóc nó ăn. Chứ nho ở bên Mỹ nó cũng rẻ lắm, đâu chi mà phải hái ở đây ăn. Thì để chủ yếu là cho chim chóc nó ăn. Cả nhà thấy không? Đó. Mà rất là nhiều cây nho dọc đường này nhiều lắm. Đó, cả nhà thấy nó leo lên một nồi luôn, mà trái thì quá trời là trái luôn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Một ngày chủ nhật thật là tuyệt vời, và hai cô đã chia sẻ đến với cả nhà những khoảnh khắc rất là thú vị, ví dụ như những cây nho mà chúng ta đợi 1 tháng nữa là nho nó bự hơn, mà thực ra ăn thì rất chua nhưng mà nhìn thì vẫn rất đã. Đó, bây giờ đang là cuối mùa xuân rồi, mà năm nay có vẻ nóng sớm. Buổi tầm trưa này nhiệt độ nó lên đến 90 độ F và khoảng 32 độ C. Còn buổi sáng thì nó tầm 75 độ F thì chắc nó vào khoảng... Nói chung là buổi sáng thời tiết y như ở Đà Lạt thôi, rất là dễ chịu. Đó, thì ngày hôm nay có một ngày rất là thú vị. Và cô đã quay chia sẻ đến với cả nhà. Và cứ tới mùa hè thì da của em sẽ trở thành làn da trâu, nhìn lâu muốn chửi. Đó, ngày mai mình lại đi công viên với Mom với lại một người bạn nữa. Ngày mai mình sẽ nấu dom linh, mình nấu một số món ăn đem theo chơi ở công viên nữa. Cho nên là ngày hôm nay và ngày mai là tạm ngưng YouTube. Rồi sau đó thứ ba mình lại trở lại. Và ở đây á, ở Mỹ á, thực ra là người ta trồng cây xanh rất là nhiều. Rồi người ta có nghĩa là khu vực nào chúng ta sống nó cũng có những cái công viên. Và nhất là Pflugerville, nơi thành phố mình sống, rất là nhiều công viên. Mà công viên nào cũng cây xanh ngập tràn như vậy. Chúng ta đi giống như chúng ta đi giữa cái đường, đạp xe giữa một cái con đường mà chung quanh là cây ấy. Trời ơi, nó đã mà nghe thì chim hót véo von. Cuộc sống thật là tuyệt vời. Đó, nghèo cũng có cái niềm vui của người nghèo. Đi xe đạp có cái gì đâu mà nghèo hay giàu mới đi được. Chẳng qua là chúng ta có muốn đi hay không. Cho nên là cuộc đời này chúng ta chỉ sống có một lần thôi, phải không cả nhà? Cho nên chúng ta cứ hãy sống, cứ hãy tận hưởng cuộc sống của mình. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ về những cái mà chúng ta không có, mà chúng ta hãy nghĩ về những cái chúng ta đang có. Đó là bí quyết hạnh phúc, bí quyết tạo cho mình niềm vui mỗi ngày. Đừng nghĩ gì về những cái gì chúng ta không có, mà hãy nghĩ cái gì chúng ta đang có và chúng ta phát huy nó, chúng ta tận hưởng nó theo cách của chúng ta. Rồi, một ngày thật là tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Và tiếp theo có những mảng rừng xanh, mảng công viên xanh như thế nào, Hasco lại tiếp tục quay cho cả nhà xem. Và đây là chỗ chơi ván trượt đây cả nhà. Cả nhà thấy họ thiết kế để chơi ván trượt đó. Bình thường trẻ em ở chơi đây đông lắm. Nhưng mà hôm nay là Mother Day. Mother Day thì gia đình mình đã đi ăn vào hôm tối thứ 6 rồi. Ngày hôm nay Mother Day thì Mom có đi với Matthew, tụi mình thì đi xe đạp. Cho nên là ngày hôm nay trẻ em nó đi với gia đình, nó đi ăn với gia đình Mother Day rồi. Cho nên là thành ra không có trẻ em, chứ trẻ em nó chơi, nhiều đứa nó nhỏ nhỏ nó chơi giỏi lắm. Chơi thì chúng ta chơi ở đây thôi. Ở đây thì có vẻ là chơi đơn giản hơn. Còn mà chạy từ phía xa kia là phải là những người biết chơi rồi. Cả nhà thấy không? Rất là rộng nhá. Mình lúc nãy mình quay là từ đầu phía kia. Còn bây giờ mình đang đứng ở phía cuối này. Đó, nghĩa là ở đây là đi dễ này. Những cái độ nhấp nhô nó ít này, nên đi dễ này. Còn độ khó là bắt đầu tiến từ phía xa kia là độ khó. Bọn trẻ con nó chơi hay lắm, nhưng mà ngày hôm nay Mother Day nó đi cùng với gia đình rồi, cho nên cả nhà chỉ thấy những thanh niên thôi. Chứ còn trẻ em nó đông lắm, và cuối tuần á, cha mẹ đưa nó đi ở đây nó chơi. Nhờ lúc trước hai cô quay lại rồi, nhìn yêu lắm. Phía xa kia cả nhà thấy có một cái xe bolid à. Đó, cái xe bolid đó.
thì chắc là họ cũng thỉnh thoảng họ đảo đảo qua đây để sợ là có một số ai làm cái chuyện gì đó không đúng. Thì nếu mà có police ở đây thì thỉnh thoảng họ ghé thì nó sẽ rất là ok đó cả nhà, thấy không, anh chàng police đẹp trai mới xây hai lúc nãy thôi cả nhà, thấy không, phía xa kia cũng có hệ thống camera nha, đó cho nên làm bậy ở đây là lên tâm mơ là đùa đâu, phía xa kia cũng vậy, cũng camera luôn đó, phía xa kia, phía xa kia có thể là mình quay xa quá cả nhà cũng thấy đó, camera cũng có luôn, còn ở đây là camera luôn nha, không có phải là đùa được. Đây là cái khu vực gần nhà Hasuko đây đó, bây giờ là tầm hơn 11 giờ trưa, nóng rồi cho nên mình đang chuẩn bị quay về nhà. Cả nhà thấy cái hồ nước đẹp không? Phía xa kia có mấy chú vịt nằm ở phía kia, còn phía bên kia cả nhà thấy đó là cái hồ bơi đó, hôm nay mọi người ra bơi nhiều lắm. Và đây nó có một cái số hoa hồng, hoa hồng này gọi là hoa hồng gì ta, nhưng mà hoa này thì có vẻ năm nay là mùa xuân ngắn và mùa hè đến sớm, cho nên hoa nó bắt đầu nó nở rồi, bắt đầu nó nóng rồi, nó không còn tươi nữa. Riêng cái hoa này thì chịu nắng này, cho nên nó vẫn cứ tươi rói rói ra. Đó, cả nhà thấy không? Đó, phía xa kia là một cái hồ bơi của cái khu vực này để cho mà mọi người có thể bơi. Và bây giờ mùa hè nóng rồi, người ta ra ngoài này người ta bơi. Nghĩa là cái hồ bơi đó dành cho cái khu vực nhà ở đây. Nhà ở thì người ta một năm người ta đóng lệ phí khoảng 400 đô một năm, rồi người ta có thể sử dụng cái hồ bơi này, gọi là hồ bơi công cộng của khu vực này. Đây. Beautiful. Thiên nhiên sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Những ai có vết thương trong tâm hồn, chúng ta hãy cứ hòa mình vào thiên nhiên, rồi chúng ta sẽ được chữa lành. Đây là công viên gần nhà đây. Cái nhà thấy cây cối xanh mướt không? Chim hót véo von. Đẹp làm sao? Một ngày chủ nhật của tụi mình đây, đi xe đạp. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhất là những quý anh, quý cô, nàng cô đơn thì sẽ gặp được một nửa người yêu thương của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.